Nam Anh kính chào quý vị. Hôm nay thứ hai, 23 tháng 3 năm 2020. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay là chương trình đặc biệt tìm hiểu về tang lễ của thiếu tướng Lê Minh Đảo trong lúc coronavirus đang hoàn hành khắp nơi. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi chương trình tìm hiểu về việc tổ chức tang lễ của thiếu tướng Lê Minh Đảo do Võ Thành Nhân thực hiện cùng Bích Phượng. Ở kính chào chúng tôi là võ thành nhân và đến với chương trình ngày hôm nay là một cái buổi phỏng vấn đặc biệt để tìm hiểu về tang lễ của cố thiếu tướng lê minh đảo chúng tôi rất là hân hạnh được tiếp xúc với chị bích phượng sau khi mà chị đi công tác kết về và hôm nay thì chúng tôi cũng thành thật mà nói là phòng thu hình của chúng tôi thì thì thường thường chỉ có một mình chị nam anh ở đây thôi nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi đến đây để làm bản tin đặc biệt này và hy vọng trong tương lai vấn đề corona virus nó sẽ đi qua và chúng tôi sẽ trở lại chương trình như bình thường và sau đó chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi cuộc tiếp xúc của chúng tôi. À, trước hết à, xin được kính chào Bích Phượng và xin kính lời chia buồn cùng Bích Phượng và gia đình. Yeah, xin cảm ơn anh Nhân và Bích Phượng xin kính chào quý khán giả của đài SPTN và VATV. À, khi mà vấn đề coronavirus thì nó ảnh hưởng rất là nhiều vấn đề từ vấn đề kinh tế, vấn đề chính trị, vấn đề xã hội. Nhưng mà đặc biệt à, khi mà chúng ta có một cái tang lễ rất là quan trọng của người thân trong gia đình đó thì khi được tin thiếu tướng Lê Minh Đạo mất thì chúng tôi rất là lo ngại về vấn đề tang lễ thì chị Bích Phượng có thể cho biết cái vấn đề tang lễ sẽ được tổ chức như thế nào và những những gì mà chúng ta phải tuân theo luật của tiểu bang cũng giống như luật của liên bang. Dạ, cảm ơn anh Nhân đã hỏi à, những cái khó khăn của gia đình hiện giờ là cũng như khi ngài mà trước khi ba mất ở trên Connecticut của bệnh viện trên đó đó thì À, đáng lẽ đó ba ra đi ngày 18 là ba nói là ngày đó là ba ngày ba chuẩn bị đi hành quân là ngày 18 tháng 3 mũi là quân Cuba đó thưa anh nhưng mà nếu mà ba di, ba ra đi ngày đó thật sự thì là ba sẽ không có gặp mặt 11 người con và vợ à, cô ba cháu trước mặt của ba tại vì à, lúc đó nhà thương nó rất là kỹ à, nó cho mỗi ba người vào một lần chỉ có được 3 phút mà thôi thì mình không có được nói gì nhiều gì hết với ba um, xong rồi nó bắt bận đồ rất là kỹ tại vì biết rằng là ba không có bị coronavirus nhưng mà nó không biết mình vào trong nhà thương có thể lây những y tá hay là lây những bệnh nhân nằm kế bên mà cũng đặc biệt là ba cuộc đời ba gắn liền với số 18 cái phòng ba nằm cũng là số 1118 ba cũng muốn ra đi ngày 18 và tụi này cũng được biết là cái cái lót mà cái ngôi mộ của ba đó cộng lại cũng là số 18. Cái ngày hình như ba nhập ngũ đó cũng là số 18. Thì ngày 18 ba đó ba chuẩn bị đi hành quân. Nhưng mà somehow ba không ba ráng nán lại thêm một ngày nữa thì là ngày 19. Nguyện vọng của ba khi xưa là ba cũng muốn mất vào ngày 19 tháng 6 hay là 18 tháng 3. À, ngày, theo Bích Phượng cũng được biết ngày 19 cũng là ngày ông quân Thánh lực. Du Xe và ừ. là ngày quân lực luôn. À, cái khó khăn đó thưa anh Nhân Là ngày 19 đó, Thì nhà thương tự nhiên nó dễ giải hơn Nó nói là à, Gia đình được vào thăm buổi sáng Thì tụi em cũng linh tính là Thôi đáng lẽ buổi trưa mới vào Nhưng mà tụi em vào buổi sáng Tại nhà thương nó gọi nó báo là tụi em chuẩn bị đến Thì em Tụi em đến trước Thì lúc đó ba cũng còn được uh, Nói chuyện và tụi em thâu được 13 phút Những gì mà bà căn dặn con cháu rồi sau đó thì bà nhắm mắt bà ra đi và được biết rằng vào thứ bảy vừa rồi thì quan tài của tướng Lê Minh Đảo đã được từ Connecticut đi về Virginia và tang lễ sẽ được tử hành, cử hành vào ngày thứ sáu này Bích Phật có thể cho biết thêm chi tiết? Dạ thưa không hôm thứ sáu vừa rồi đó là tụi em đến nhà quan ở Connecticut nhìn mặt ba lần cuối à, và ngày thứ hai này đó thì là linh cũ củ của bà sẽ được chuyển bằng máy bay từ Connecticut về nhà quàng Fairfax và rồi thứ sáu đó thì là sẽ có tăng lễ trong nhà thờ và đem ra tận Nghĩa Trang làm lễ hạ huyệt liền cái dự định chính đầu tiên đó là tụi em cũng có những những giây phút để mà gặp mặt ba lần cuối nhưng mà vì cái vấn đề virus nên đây là một cái xin mọi người thông cảm cho gia đình là chỉ có 10 người được tham dự cái tăng lễ thôi cũng như trong nhà thờ tụi này cũng đã kiếm những nhà thờ cũng như sinh cha du di thêm thì bây giờ gia đình con cháu dâu rể là cũng ba mươi mấy người thì cha nói một là có thể phải đi cùng xe với nhau để đừng có đậu nhiều tại vì nếu mà nhà thờ người ta đi ngang mà ta thấy xe đông á, là nhà thờ cũng phạm luật và gia đình á, có thể phải đứng mỗi, mỗi người đó có thể phải ngồi con cháu có thể phải ngồi trong xe chờ và khi ra nghĩa trang cũng vậy luôn Nghĩa Trang họ yêu cầu gia đình phải có cảnh sát Tại vì họ biết ba là một người rất nổi tiếng Họ cũng yêu cầu là gia đình đừng có ra ăn cáo phó lên Để mà khi mà cáo phó lên thì rất là nhiều người sẽ đến viếng thăm ba Thì họ không có đồng ý như vậy Họ nói họ sẽ bị mất cái license, họ sẽ bị đóng cửa Vì thế, Bích Phượng xin các cô chú bác, anh chị em có quý mến ba Bích Phượng Và cũng muốn đến viếng thăm lần cuối Tại vì các cô chú bác đến, cảnh sát họ cũng sẽ mời về và khi mà ra Nghĩa Trang họ cũng nói rằng là chỉ có 10 người có thể đứng ngay cái huyệt thì là con cháu phải ngồi trong xe. Đó là cái khó khăn nhất của gia đình hiện giờ. Ở kính thưa vị chúng tôi cũng được biết rằng là khi mà chúng ta tục tập hợp 10 người trở xuống thì chính quyền cho phép nhất là chính quyền ở tại tiểu bang Virginia. Hiện nay thì con số coronavirus ở vùng thủ đô Hoa Tình đúng đã tăng rất là cao. Do đến nên tang lễ của thiếu tướng Lê Minh Đảo sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong vấn đề mà bảo vệ cái số lượng người đến để mà thăm, để mà chia tay lần cuối. Thì chúng tôi cũng được biết tin rằng là có rất nhiều bạn bè của chúng tôi muốn về, muốn muốn chạy về thăm thôi, đứng bên ngoài cũng được. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái khó khăn ở đây là cảnh sát không cho mình vào Nghĩa Trang, lý do là họ sẽ chặn tất cả các xe lại mặc dù chúng ta biết rằng khi mà hạ quyệt là open air có nghĩa là ở ngoài trời không bị giới hạn nhưng mà vấn đề cách ly hiện nay rất là căng thẳng ở tại tiểu bang Virginia à, kính thưa vị chương trình của chúng tôi phỏng vấn chị Lê Bích Phượng đến đây xin được tạm ngưng à, chúng tôi xin kính lời chia buồn cùng tất cả những chiến hữu của sư đoàn 18 của cố thiếu tướng Lê Minh Đảo À, tất cả những người bạn tù của cố thiếu tướng Lê Minh Đảo và đặc biệt những người đã cùng chung tướng Lê Minh Đảo à, trong những ngày ông là tỉnh trưởng của tỉnh Mỹ Tho định thường và sau đây à, chúng tôi xin kính mời quý vị à, theo dõi à, lời chia buồn của chị Lê Bích Phượng kính thưa tất cả được sự bổ nhiệm của gia đình trong mấy ngày qua gia đình chúng con đã nhận được rất nhiều điện thoại điện thư với những lời phân ưu chia buồn thăm hỏi từ quý cha quý niên trưởng Thiếu tướng Lương Xuân Việt, Thiếu tướng Châu Lập Thế Flora, quý công đồng người Việt tị nạn cộng sản khắp nơi trên thế giới và thân hữu xa gần. Vì tình hình cơn dịch COVID-19 đang hoành hành, gia đình chúng con xin thông báo nhà quàng sẽ không nhận vòng hoa, gia đình không nhận phúng điếu. Và thay cho sự tham dự đến viếng thăm, chia buồn, an táng và phúng điếu, chúng con xin các bác, các cô chú, anh chị em yêu thương và quý mến ba của chúng con hãy cùng cầu nguyện cho ba chúng con được an nghỉ trong bình yên. Xin quý cha, quý cộng đồng và thân hữu xa gần tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Louis Lê Minh Đảo. Gia đình và tăng quyến chúng con thành kính tri ân, quý cha, quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Âu Châu cùng thân hữu xa gần đã gửi lời phân ưu chi buồn, an ủi đến gia đình chúng con. Tăng gia đồng khắp báo. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Cáo phó, gia đình chúng tôi trân trọng kính báo, cùng thân bằng quyến thuộc, quý cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Âu Châu, Việt Nam, thủ đô Sài Gòn và tỉnh Gia Định, cùng thân hữu xa gần, chồng, cha, anh, ông nội, ông ngoại, ông cố của chúng tôi là Thiếu tướng Louis Lê Minh Đảo, cựu tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1933 tại tỉnh Gia Định, thủ đô Sài Gòn. Qua đời vào lúc 1 giờ 45 ngày 19 tháng 3 năm 2020 tại Bệnh viện Harford, Connecticut, hưởng thọ 87 tuổi. Chương trình tang lễ vì đại dịch COVID-19, nhà quan quy định là tang lễ chỉ dành cho 10 người của tang gia. Xin quý vị thứ lỗi cho hoàn cảnh bất thường này. Thánh lễ di quan và an táng được tổ chức ngày 27 tháng 3 năm 2020 tại nhà thờ và nghĩa trang Fairfax Memorial Park. Tang gia đồng kính báo vợ bà quả phụ Lê Minh Đảo, nhũ danh Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Trưởng nam Lê Minh Đạm, quá cố, vợ Lý Hương. Trưởng nữ Lê Thị Bích Điệp, thứ nữ Lê Thị Bích Lan, Lê Thị Bích Thủy, Lê Thị Bích Hồng, Lê Thị Bích Phượng, Lê Hằng Mi. Thứ nam Lê Hằng Minh Dũng, thứ nữ Lê Thị Bích Chi. Bà Trần Thị Bích Liên, thân mẫu các con Đạm, Điệp lan, thủy, hồng, phượng, mi, dũng và chi. Dưỡng tử Nguyễn Hoài Di Các em Lê Hoàng Nghi Lê Thị Ánh Lê Thị Ánh Tuyết Các cháu chắc nội ngoại Cháu nội đích tôn quá cố Lê Minh An Điền Đạt Alex Carmen Thúy Anh Nghiệp Khang Minh Quốc Minh Quân, Thu Thảo, Hồng Ân, Thiên Ân, Melanie, Raymond, Brittany, Brandon, Bảo Vi, Coy Black, Thành, Klaus, Minh Emmanuel, Eliza. Di nguyện của người quá vãng trong tang lễ xin miễn lễ nghi quân đội, không có lễ phụ quốc kỳ trên linh cữu vì người quá cố không được vinh dự hy sinh cho tổ quốc trên bãi chiến trường các bằng hữu đã tuẫn tiết, các chiến sĩ anh hùng, quý vị quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vào những giờ phút cuối cùng trong tháng 4 năm 1975, đều không có dịp mà cũng chẳng còn ai phụ quốc kỳ trong tang lễ. Tang gia đồng bái tạ, xin miễn phúng điếu và vòng